Má, má định làm gì má? À, má tính hâm nóng đồ ăn. Để khuya rồi anh Tư con có đói nó xuống rồi nó lục có ăn mà. Anh Tư hả má? Hồi nãy thấy nó đi về, nó đi nước lên lầu à. Chắc cũng chưa ăn uống gì đâu. Con, hay là má hâm nóng xong rồi con đem lên phòng cho nó ăn nha. Thôi, con sợ lắm. Hồi nãy lúc anh Tư về á, con định nói chuyện với ảnh. Ảnh vô phòng đóng cửa cái rầm luôn. Thôi con không dám lên đâu. Cái thằng từ bữa đó tới nay là tự nhiên tánh tình vậy á, chịu nổi không à? Từ bữa mà má qua gặp Dương Gia má. Nhưng mà con thấy lần này má cũng hơi quá. Tự nhiên cái má nói ghét chị Giang rồi bắt hai người chia tay nữa. Chứ giờ mới biết làm sao giờ. Muốn tụi nó chia tay thì chỉ có cách đó thôi, chứ làm sao? Má, con nói thiệt nha. Má ghét chị Giang thiệt hả? Cũng không thể nói là ghét hay là thích. Chỉ có điều là má thấy nó không có hợp với gia đình mình. Đâu có, con thấy cũng hợp lắm mà. Hợp hay không á, má phải sống một thời gian mới biết được chứ. Má, hay là má cho anh Tư với chị Giang một cơ hội được không? Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái con này. Mày đi coi thầy bói chung với má rồi mà. Muốn anh Tư con khác mà chết hay sao? Con này con không biết khác có chết hay không, mà con thấy anh Tư buồn chết rồi kìa. Kệ nó đi. Vài bữa đó nó hết à? Lỡ anh nhịn ăn thiệt rồi sao má? Dẹp luôn. Không có hâm đồ ăn đồ uống gì hết trơn á. Muốn nhịn cho nhịn luôn đi. Con cái. Mày đắt là Minh là mấy nữa. Nín đi con, nín đi con, Thôi 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 đừng khóc nữa con ơi. nín đi con. Minh à, Minh dậy đi học với ba Thương đi. Minh dậy đi con, trưa vô trường mình ngủ tiếp nha con nha. Mấy bạn học thì mình ngủ con. Anh ơi, không ấy cho con nghỉ học ngày nay nha. Em nữa, dặn bao nhiêu lần rồi, buổi tối phải để cho ngủ sớm cơ mà. Dạ em biết lỗi rồi, nhưng mà lỡ ngày hôm nay thôi con buồn ngủ tội nghiệp quá anh ơi. Nhưng mà sắp thi học kỳ đến nơi rồi. Con nghỉ học ngày hôm nay thôi. Em hứa là từ nay đến cuối năm mới không có cho con nghỉ ngày nào hết đâu. Em sẽ nhắc nhở con đi học đàng hoàng mà. Anh ơi, thôi nó cho nó nghỉ học đi anh. Đi anh. Lần cuối nha. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh bị uống đi, còn nóng á. Sao tự nhiên pha sữa vậy? Mỗi lần em hay mệt mỏi, em hay uống sữa nóng. Em nghĩ anh cũng vậy, uống đi. Cảm ơn. Nhà vẫn thường quan tâm mọi người vậy à? Dạ, tại nhỏ thấy mẹ nè, dì cô thím hay pha sữa rồi em thấy riết rồi quen, cũng đúng lắm. Mệt mình uống vô mình khỏe lắm. Anh uống đi. Ủa sao mấy ngày nay em thấy anh không có cười? Sao vậy? Sao vậy? Có chuyện buồn không? Làm gì quan tâm anh dữ vậy? Bộ nhà của anh nó không có thích người khác quan tâm hả? Hôm bữa em tặng hoa cho Thư, Thư cũng tỏ ra khó chịu rồi.
y như anh vậy á. Con Thư nói sao? Thì nói là không thích Hoa, rồi cũng không có ý định hẹn hò, rồi nhiều lắm rồi. Đại khái là vậy đó. Chắc nó tự em tán tỉnh nó. Trời đất, làm gì có. Em chỉ muốn cảm ơn và quan tâm Thư thôi. Dạ. Yeah. Dạ thiệt. Chắc mai mốt phải bớt quan tâm lại mới được. Quan tâm quá rồi chứ. Ai cũng hiểu lầm chứ không trời. Ủa mà nè, sao nay đi làm sớm vậy? Sao vậy? Thời dậy sớm thì đi làm sớm. Dậy sớm thì ngủ không được. À, ngủ không được. Ngủ không được là buồn. Mà đàn ông buồn thì chỉ có hai cái. Một là tình cảm, hai là tiền bạc. Tiền bạc thì em nghe nói là anh cũng thiếu rồi, cũng này cũng kia, phải bỏ cái đó. Giờ tình cảm, mà tình cảm anh đâu phải vậy đâu. Tình cảm anh em nghe nói là mấy trong công ty nói là anh là đang yêu dữ lắm, rồi đi cosine, rồi chuẩn bị đám cưới, rồi đi du lịch, rồi em bớt quan tâm rồi đó hả? Dạ. Yeah. Anh uống sữa. Em đi công việc cho sếp. Cho sếp uống sữa. Được anh. Ngồi xích ra, người ta còn chai tân đấy. Tôi không hiểu tại sao cô lại đến nhà tôi. Thì sáng sớm ngủ dậy thấy đứa cháu dưới quê lên á, đem mấy đồng bánh tét ngon quá. Mà tôi á, cứ kỹ cái gì ngon á thì nhớ tôi ăn nè, nên tôi mang tới nhà, được chưa? Nhớ tôi thế tại sao không đem vào xưởng? Em về nhà làm gì? Thiệt á, anh đàn ông mà cạn nghĩ hết sức vậy đó. Tôi mang vô xưởng rồi anh cũng mất công đem về nhà. Vậy sẵn tụi em tới nhà luôn cho tiện. Với lại ghé thăm nhà chút có sao đâu. Ghé thăm sồng sọc vào nhà. Thôi nha, tôi làm gì mà nói tôi sồng sọc vô nhà. Cái ai bảo cô đến nhà tôi làm gì? Thì tới cho bánh tét, không được sao? Nhưng mà nhớ cô tới như thế rồi, mọi người ta nhìn vào người ta tưởng có mối quan hệ của tôi với cô làm sao? Cái thầy thì bự như con gấu cánh bắt cực vậy đó. Cái gì cũng sợ. Mà sợ chứ. Tự nhiên có con rối quẹt nó lù lù vào trong nhà, mọi người ta hiểu nhầm sao? Thôi được rồi, đi, đi, đứng lên đi với tôi. Mà đi đâu? Thì đi về nhà anh, gặp ai á, thì tôi sẽ nói với người ta là giữa tôi với anh á, tôi cũng rối que. Còn ổng á, gấu trắng bất cực, không có con khỉ gì nhau hết á, đi. Ai bảo là không phải là con khỉ với nhau, nó đã là một cặp khỉ rồi. Một cặp khỉ nó mới điên, nó ngồi ngay công viên nó đợi rời mưa xuống ấy. Ý tôi á là cái gì, cái chuyện nó chưa đi đến đâu, cho nên mình cứ từ từ đấy, không nên cho người khác biết. Ủa là vậy á hả? Bởi thế cho nên là cô không cần phải thanh minh thanh nga gì hết, cứ để cho việc nó như thế như cũ là đẹp nhất. Nhưng mà quan trọng là không được đến nhà tôi. Thì không đến. Nhưng mà nè, hình như là bà chị dâu của anh á có ý định mua bảo hiểm đó. Quên đi, em quên đi em ơi. Bảo hiểm mà nói chuyện với chị dâu là không có đâu, không mơ thấy nổi. Nhưng mà lỡ chị có ý định mua thiệt thì sao? Rồi, được rồi, hôm nào tôi sẽ dắt cô về. Nhưng mà chỉ về khi nào có mặt tôi ở nhà, hiểu chưa? Biết rồi, khổ lắm đó mà anh. Bây giờ mới đủ can đảm đấy. Ôi, đông mè nó dính cái tóc em này.
Alo, Thương hả? Anh Dũng nè. Em nghe nè, có gì không anh? À, anh gọi điện thoại cho Thư thì muốn nói là anh tặng quà cho Thư là chỉ có ý là cảm ơn thôi, chứ không có ý định là đeo đuổi gì hết đâu nha. Không có gì đâu, cảm ơn anh nha. Không có gì. Xin lỗi anh, nếu mà không còn chuyện gì nữa thôi, em làm việc tiếp đây, em bận lắm. Không, anh hỏi Thư là không biết là anh hoài biệt hôm nay anh có chuyện gì hả? Sao vậy anh? Bộ anh Tư không đi làm hả? Không có, anh hoài biệt vẫn đi làm nhưng mà thấy tinh thần rất là mệt mỏi rồi buồn rồi chán lắm. Chuyện gia đình nè. Anh Tư em có một tí chuyện riêng thôi chứ không có gì đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm nha. Không có gì, đó là công việc của anh mà. Nhân viên mà khỏe thì làm việc lại tốt hơn. Công nhận á, công ty của anh Tư em á thiệt là may mắn khi mà có được những người nhân viên như anh vậy đó. Cảm ơn em. Thôi em cúp máy nha. Dư đang tính kiếm chỗ nào đi làm, Thảo có biết chỗ nào được không? Lâu quá không đi làm, Dương biết là cũng khó. Nhưng mà Thảo đang hỏi thử giùm Dương nha. Vậy có gì Thảo gọi cho Dương nha. Cảm ơn Thảo nha. Bye nha. Thấy. Chàng ơi, viết chữ gì xấu quá vậy con? Chàng ơi, con viết chữ đẹp mà má. Chàng ơi, viết lại cho má đi. Chàng ơi, nó đã nghỉ học để cho nó thoải mái đi. Cái gì mà gò ép nó dữ quá không biết nữa. Nó là sướng nhất rồi đó má. Mấy đứa nhỏ gần đây á, đứa nào cũng đi học thêm tú bụi hết á. Nào là anh văn, vi tính, rồi toán. Có mình nó học chút xíu thôi. Chàng ơi, mới nói hoang cho con à. Con có học thêm toán cho bộ. Thì con phải đi học thêm thì mới bằng bạn bằng bè được chứ. Thà là con học dở hơn mấy bạn cho con nghỉ học luôn đi. Trời đất ơi, con muốn ăn đòn hả? Dạ không, con muốn ăn đòn mà con chỉ thích nghỉ học thôi. Ba mà nghe con nói câu này á, chết với ba nghe không? Thôi thôi thôi, nó còn con nít, từ từ nói. Mai mốt nó hư là tại má đó. Con đâu có hư đâu, con chỉ thích nghỉ học thôi. Không đi học lớn lên làm gì? Đi bán vé số hả? Dạ, bán vé số còn hơn đi học. Sao vậy con? Sao mà không thích đi học chứ? Thì con ghét bạn, con ghét trường. Con có nhiều bạn bè thì vui muốn chết, sao mà ghét vậy con? Mấy bạn cứ nhìn con hoài. Mấy bạn nhìn con hả? Dạ. À, tại vì con má đẹp trai nên mấy bạn nhìn ngưỡng mộ thôi. Không chịu. Hay là má nói với ba là cho con nghỉ học đi. Không có được, con nít là phải đi học chứ con. Con nít cũng không có thích đi học đâu. Không thích cũng phải đi học. Thôi để con tự nói với ba là cho con nghỉ học. Không có được, ba cấm với hồn. Không có được nói với ba như vậy. Ba nghe được ba buồn lắm đó. Minh, con của má ngoan ha. Bây giờ con ráng đi học thiệt giỏi đi. Rồi con muốn cái gì má mua cho con cái đó. Con chịu không? Dạ. Vậy má mua cho con cái máy chơi game đi. Là máy gì? Thì là máy điện tử đó. Anh, ba với chị hai em ra ngõ an toàn rồi đó. Dạ. Em có nói cho chị hai biết chuyện ra sân bay không? Dạ không. Em đừng có nói nha, mất công chị em lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Em biết. Cảm ơn em. Anh, hay là anh đi ra Nha Trang với chị hai em đi. Sao vậy? Anh cũng biết sao nữa. Anh mà cũng nói được câu đó nữa. Nhiều lúc anh thấy
Anh càng cố níu kéo chuyện này thì anh càng làm cho nhiều người khác mệt mỏi, và nhất là chị á. Nếu mà như vậy không lẽ anh muốn chia tay thiệt? Vậy nếu là em thì em làm gì? Nếu là em hả? Nếu là em thì em muốn làm cái gì thì em sẽ vậy, sẽ làm mọi chuyện cho nó xong hết luôn. Xong rồi nếu mà muốn chia tay thật sự thì em sẽ kêu người ta đang gặp mặt để giải quyết, chứ không có để ậm ờ như anh đâu. Đúng là thù gian. Nhưng mà anh nè, cái lúc mà chị em đi á, anh giận lắm đúng không? Ngay khi má anh phản đối á, tụi anh đã hứa là sẽ cùng nhau thuyết phục má anh. Vậy mà Giang bỏ đi không nói một lời nào. Mẹ em thì mất rất là sớm, còn ba em á thì bận lo công việc ở bên ngoài nữa, vậy cũng không có lo lắng gì được hết á. Từ nhỏ thì chị em đã thiếu thốn tình thương rồi, ngoài em với ba ra thì đâu có ai đâu. Bởi vậy anh thấy không, chị luôn cố gắng làm sao mà chị sống cho thật là đúng mực nè, chị làm mọi việc cho thật là tốt, mà chỉ là một mình thôi nha, chứ không có nhờ giả ai đâu, để cho mọi người yêu mến chị. Nhìn chị tự tin vậy thôi chứ chị yếu đuối lắm. Bây giờ anh mà còn không hiểu chị nữa thì ai hiểu chị được đây? Anh gọi chị hả? Không, anh đặt vé máy bay. Đâu rồi ta? Linh Trang ơi, hai đứa xuống đây biểu nha. Dạ. Ba kêu tụi con là ba. Hai đứa qua hỏi mẹ coi cái khăn mùi xoa mày để đâu. Dạ. Mẹ ơi, ba nói cái khăn màu xanh của ba mẹ để đâu? Mẹ để ở trong ngăn kéo bàn trang điểm đó. Con nói ba mở ra là thấy liền à. Dạ. Ba ơi, mẹ để trong ngăn kéo bàn trang điểm ạ. Bà có thấy gì đâu, con nói với mẹ là ba không thấy gì hết. Dạ. Mẹ ơi, ba nói là không có mà. Con mỗi cái đó mà cũng kiếm không xong. Kiếm kỹ đi, cứ làm phiền người khác hoài à. Ba tìm kỹ lại đi ba. Có thấy gì đâu mà cứ nói hoài à. Ba đã nói là không có mà. Mẹ ơi, ba nói là có thấy đâu mà tìm, cứ nói hoài, ba nói là không có mà. Chuyện rất là nhỏ vậy mà cũng kiếm không xong. Kiếm kỹ lại thêm một lần nữa đi. Người gì đâu mà cái gì cũng nhờ vả hết á. Ba, ba, mẹ nói cứ mở ngay ra, ngay...
nó dài quá quên mất tiêu rồi. Bà nghe rồi. Trời ơi, sao em không hiểu biết gì hết vậy? Chị nói cái gì? Ai biểu em giúp ba mẹ nó qua nói lại vậy? Thì ba mẹ sai em mà. Nhưng đây không phải là chuyện của em, em phải để cho ba mẹ tự nói chuyện với nhau chứ. Chị nói cái gì em không hiểu gì hết á. Ba mẹ đang giận nhau cho nên không có muốn nói chuyện với nhau. Em cứ giúp như vậy á thì ba mẹ sẽ càng giận lâu hơn đó. Ủa, ba mẹ cãi nhau hả chị? Trời ơi, em không thấy ba mẹ không nhìn mặt nhau mà cũng không thèm nói chuyện với nhau nữa hay sao? Mà sao chị biết? Thì chị là chị mà, chị lớn rồi. Mà mốt em lớn như chị rồi em cũng sẽ biết thôi. Nhớ là đừng có truyền tin cho ba mẹ nữa nha. Em biết rồi, em lớn rồi mà, em biết chứ bộ. Vậy thì em hứa đi. Em hứa. Ừ, vào đi. Thưa mẹ, con đi làm mới về. Ừ, hôm nay về sớm thế hả con? Dạ. Chắc là mệt phải không? Dạ, không có gì ạ. Thế à? Ừ, thế thôi đi tắm trước rồi các thứ rồi chuẩn bị ăn tối con ạ. Vâng, vâng. Này, 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 hôm nay ấy, vợ con nó kho cá dĩa với lại dưa khú ấy, con nhớ không? À thế ạ. Ngon lắm con ạ. Vâng. Ừ, thế con xin phép mẹ. Quên. Gì thế? Con có mua cho mẹ cái này. Lắm chuyện rồi. Cái này vừa ăn vừa xem tivi thì không có gì bằng đâu ạ. Thế à? Gì thế hả con? Thì mẹ cứ ăn thử đi, mẹ sẽ biết. Thử cái gì? Con mà mua cho mẹ đấy, cái gì cũng ngon. Thôi con xin phép mẹ nha. Ôi giời. Không cần biết em là ai, không cần biết em về đâu. Mẹ ăn cái gì thế? Con xin. Này, đau. Mồm đi về là ăn ăn, chả biết chả mẹ ăn tiếp. Đi làm về vất vả, về nhà mẹ không nói được một lời ngọt ngào. Rồi rồi, vất vả. Anh của anh vất vả cả trăm lần ấy. Thế nhưng mà đi thì biết thưa mẹ con đi làm, về biết thưa mẹ con đi làm về, con biết mua các cái món ngon vật lạ về cho mẹ. Anh cái gì? Thưa mẹ con mới đi làm về. Ôi trời, trông mẹ giống con giàu thế không biết. Mẹ, hồi mốt con sẽ mua cho mẹ một hộp kẹo, hộp kẹo thật ngon để mẹ vừa xem tivi vừa nhâm nhi. Này, con xin. Mẫn này. Dạ. Ngày mai lĩnh lương phải không? Chỉ nhớ mẹ dài thế. Thằng Mẫn nó tuổi này nó đi làm nó còn chưa nhớ ngày lĩnh lương. Mẹ nhớ hay thật đấy. Cái gì thì quên được, chứ ngày lĩnh lương của con là mẹ còn nhớ, nhớ rất rõ ràng đấy. Là vì mẹ sợ là con có tí tiền cái là vung viết vào rượu chè. Viết tiết kiệm con ạ. À, ê, tốt nhất là lĩnh lương xong đưa về mẹ cất họ cho. Này, bất mãn cái gì mà tôi nói anh cũng không trả lời trả vốn gì thế hả? Con đâu có bất mãn gì đâu mẹ ơi. Kim nó đâm chảy máu tay luôn. Tự nhiên con nhìn đôi bàn tay mình con thấy tội nghiệp cho nó quá mẹ. Sao? Tay anh sao mà tội nghiệp? Mẹ biết không? Cái đôi bàn tay này nó đã làm lụng vất vả. Nó chờ đến ngày lĩnh lương. Đến ngày đó, lương nó không vào đôi bàn tay này, mà nó chạy vào đôi bàn tay kia.
Úi dồi ôi. Mẹ. Hô. Chà bố này chị, không thể nào tài nào mà dặn nó được. Ủa, bố về hả bố? Con, hôm nay con được nghỉ à? Dạ. Má, má thấy khỏe chưa? Đỡ nhiều con. Uống thuốc con đưa má thấy đỡ nhiều lắm á. Mà má nhớ nha, uống nước này á, má uống thiệt là nhiều nước vô. Rồi xong á, má phải ngủ một giấc thật là sâu. Rồi sáng mai thức dậy má mới khỏe được, nhớ nha má. Dạ thưa cô, tôi biết rồi. Trời đất ơi, nhắc hoài mệt quá đi con. Bà này, con gái nó lo cho bà thế còn gì nữa. Ganh kìa, mặt ganh tẩy kìa. Trời ơi. Oh yeah. Hi. Vui quá. Minh. Dạ. Chơi chậm lại chút cho ngoại. Dạ. Ngoại chơi với nè. Để lên. Ôi, ngoại chơi dở quá thì thôi. Cha mày, chơi dở mới kêu con đi chậm chậm lại cho ngoại chơi đó. Dạ. Ý, quẹo bên đây, quẹo bên đây. Dạ. Qua bên đây, qua bên đây. Qua bên đây nữa nè. Dạ. Ôi. Dạ. Chà mày cái thằng này. Nè. Dạ. Nhớ ngoan ngoãn nghe chưa. Dạ. Ráng đi học nữa. Má con mua cho con cái máy này đó. Hay quá. Ô ghê thắng rồi. Đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây con. Hay da. Qua đây. Hay da, con thắng rồi. Dạ. Thưa má, con mới về. À con mới về hả? Hai bà cháu đang làm gì đó? Dạ con đang chơi game. Cái máy này đâu vậy con? Dạ, má con mua cho con đó. Cái nào cũng cũ mềm, cũng hết model rồi. Em mua máy điện tử hả? Dạ đâu có, tiền đâu em mua, em muốn đó chứ. Em tính nói với anh chuyện này luôn á. Không ấy... Anh mua cho em cái máy điện tử nha. Thôi, mua làm cái gì? Mua cho thằng Minh nó chơi. Thôi, chơi cái gì mà chơi. Em có biết là chơi điện tử là hại cỡ nào không hả? Nhưng mà không mua thì... Thì sao? Thật ra cái người muốn chơi điện tử là em. Em thích chơi điện tử lắm. Không ấy, anh mua cho em nha. Cái gì? Em mà chơi điện tử á? Này này, bao nhiêu tuổi rồi biết không? Anh chịu em lần này nữa thôi. Em không dám xin nữa đâu. Mua cho em cái máy điện tử đi. Sắp tới Noel rồi đó. Coi như là anh mua quà cho em đi. Tặng Giáng sinh. Thôi. Vụ gì mà có Giáng sinh với Noel ở đây nữa. Không là không. Anh tiếc tiền đúng không? Tiếc tiền cái gì mà tiếc tiền. Em có biết là chơi game hại thế nào không hả? Em mà chơi để con bắt trước nó chơi theo. Rồi suốt ngày cứ game rồi game, thời gian đâu mà học bài. Em chỉ chơi lúc nào con đi học thôi. Em ở nhà tối ngày, đi ra đi vô bụng chết. Cái máy nó chơi game được, coi phim được luôn. Em muốn coi phim á, anh sẽ mua cho em cái đầu DVD về coi phim. Còn vụ game ấy, dẹp. Mà nói nghe nhá, anh cứ thấy thằng Minh cứ chui mũi vào đó là anh không chịu được đâu ấy. Không phải đâu anh, thật ra thì... Thật thiệt kìa, em hay chiều con lắm ấy. Anh qua đó dẹp luôn rồi. Anh ơi, đừng có dẹp anh ơi. Anh. Má ơi, thằng Minh đâu rồi? Má mới bắt nó ngủ rồi. Dạ. Anh ơi anh, em trả tiền mướn cái máy đó 2 ngày lận. Anh để con, để em chơi thêm ngày nữa đi anh. Con ơi, đúng rồi đó, để lại bữa nó đi. Thằng Minh nó thích chơi cái này lắm. Nó mê chơi cái bữa nó quên ngủ luôn á. Má. Đó. Thấy chưa? Nghe má nói chưa? Mãi chơi mà quên cả ngủ cái kìa. Anh nhắc lại nha. Từ giờ anh không muốn nhìn thấy cái máy này ở nhà này một lần nữa. Ngày mai đi trả ngay đi. Dạ. Mà không được. Anh sẽ người đi trả cho chắc ăn. Anh. Con. Dạ. Má ngủ ngon. Anh ơi. Anh. Tại má hết á. Gì ngộ vậy?
hơn chút tại tôi là sao? Mình cũng tính đi làm, nhưng ở nhà lâu quá rồi, sợ ra làm không được thôi à. Được hay không thì phải thử mới biết. Mình có quen mấy chỗ, để mình giới thiệu cho Dương nha. Khoan, từ từ đã, để mình bàn tính với gia đình coi sao đó nha. Vậy Dương cứ suy nghĩ kỹ đi ha, có gì thì gọi cho mình. Cảm ơn bạn nha, bye ha. Dạ má. Con đang làm gì vậy? Dạ má cần con chuyện gì ạ? Con ngồi xuống đi. Dạ. Con với người khác có chuyện gì hả? Dạ. Dạ tụi con không có chuyện gì đâu ạ. Con à, chồng con đi làm là nó chịu nhiều áp lực lắm rồi. Con phải chia sẻ với nó chứ. Hãy cố gắng làm sao để mà khi nó bước chân về nhà, nó phải thấy ở trong gia đình vui vẻ. Đừng có làm cho nó buồn phiền nữa, nha con. Dạ, con hiểu ạ. À má, con thấy một mình anh Khắc đi làm lo gia đình cũng hơi cực. Hay là con đi làm phụ cho anh nha má. Con đi làm hả? Dạ. Rồi ai lo cho mấy đứa nhỏ? Rồi ai chăm lo chuyện nhà? Thôi đi con. Má à, mấy đứa nhỏ thì tụi nó cũng đi học cả ngày, chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý đưa đón tụi nó là được rồi. Còn chuyện nhà? Còn chuyện nhà thì để tôi lo chứ gì. Dạ, con không có ý đó ạ. Thiệt tình, dâu với con. Trời ơi. Bất minh à, dâu với con vậy đó chịu nổi không à? Alo. À dạ dạ. Dạ thưa bác, dạ dạ con à, dạ Nga đây à. Dạ dạ dạ, bác chờ chút con nói má con. Má ơi. Má ơi má. Gì thế? Má, điện thoại bác Bảy nè. Rồi, hết hơi. Suốt ngày điện thoại. Alo. Ôi tẹo, tôi đến hội người cao tuổi rồi gặp ấy mà. Cái gì cái điện thoại? Hả? Bà nói cái gì? Đau thế nào mà phải nằm bệnh viện, vào bệnh viện. Rồi ôi, sao lại bất cẩn lên thế nhỉ? Ừ tôi biết rồi, cố lại nhá. Ừ tôi cúp máy đây. Dạ rồi mẹ cứ ăn đi ra đường. Chúng nó đụng cho. Bác bị sao má? Bà lọ mọ đi đón cháu ở trường. Thế đi qua đường thế chúng nó tông phải. Ôi trời ơi. Ôi sao bà chỉ sang sinh xác nhẹ tôi. Ở chân này thế nào đấy. Dạ. Rồi bà làm hết rồi. Ôi giời. Nhà giàu đứt tay bà nắng mày đổ ruột thế mà. Ôi trời ơi. Thế thì mẹ không đến hội ừ cao tuổi nữa đâu. Không dám ra đường đâu. Ôi là đường bây giờ chúng nó chạy xe cứ như ăn cướp ý. Một nhỏ mà như bà Bảy cái khổ chúng mày. Má ơi, nhưng mà con cái đâu mà để bác ấy phải đi rước cháu vậy má? Thì đi làm hết. Dâu con thì đi làm hết. Cứ giao con cháu cho bà tất tật tật. Thế khổ chứ. Bà chị với mẹ là chưa Phúc ấy, chưa có phải chồng đứa nào. Biết đâu mày mốt má cũng đi rước cháu nữa. Nói cái gì thế? Con không có nói, không có nói gì hết má.
ai đó? Chị nè cô ba. Ủa, chị hai hả? Ngọn gió làm thổi chị tới đây. Chị mới đi chợ, tự nhiên thấy nhớ em, ghé qua thăm em một chút. Vậy hả chị? Má có nhà không? Dạ có, má ở trong phòng á. Vô đi chị. Má ơi, có ai tới nè. Dạ, thưa bác. Con mới qua chơi nha Dương. Dạ, bác khỏe không ạ? À? Ừ, cũng đỡ. Con nghe Bức Phượng nói là dạo này chân bác hay bị đau lắm hả? Chàng ơi, ba cái bệnh của người già đó mà. Uống nước đi chị. Cảm ơn em. Uống đi con. Dạ, cảm ơn bác. Bác à, con nghe người ta nói trước khi ngủ mình ngâm chân với muối hột, chân sẽ đỡ đau nhiều đó bác. Có chứ, có ngâm chân vô muối hột, nhưng mà đỡ chút đỉnh à con. Chà, đi chợ em mua ba cái gì mà lỉnh kỉnh dữ vậy nè con. Má, má. Dạ, con mua cái điêu hồng về nấu riêu cho cả nhà. Điêu hồng nấu riêu ha. Dạ. Nàng ơi, nghe cái món nó mát quá ha. Nghe thấy thèm lắm á. Ăn có đâu vô mát lắm á con. Phượng, con nghe chị hai con nói chưa? Chị hai con á biết chọn cái mùa nào món đó. Ai như con á, nóng gần chết luôn á, kêu má ơi, nấu lẩu ăn. Ghê không? Sao má cứ làm mất mặt con hoài vậy má? Ờ thì có sao nói vậy người ơi. Vô đây chị. Ngồi đi chị. Có chuyện gì mà em kéo chị vô đây ạ? Ở ngoài hồ chắc em bị má em dỗ em te tua luôn quá à. Bác nói vui mà. Ờ, chị về trễ vậy má có la không? Chị có xin phép má về trễ một chút rồi. Tại ở bên nhà không biết tâm sự cho ai mà chị qua đây. Chị bị má la hả? Trời ơi, cái chuyện này em bị hoài nên em rành lắm. Chị đừng có buồn nữa nha. Không phải, má không có la chị. Chị với anh khác gây lộn với nhau. Bây giờ không ai nói ra câu gì hết á. Hả? Chị với anh hay gây lộn với nhau hả? Sao em lạ dữ vậy? Vợ chồng với nhau gây lộn chuyện bình thường mà. Không, tại em thấy hàng ngày chị hiền lắm, không có giận ai hết. Huống hồ gì là gây lộn với anh hai. Chị cũng là người mà, làm sao chị không biết giận được. Người ta nói đúng, vợ chồng sống cả đời với nhau, làm sao tránh khỏi một lần không lớn tiếng. Mặc dù không muốn như vậy đâu, nhưng mà trong cuộc sống không thể nào tránh khỏi sự gây cãi. Vậy cũng phải ha. Ủa, nhưng mà anh hai chọc giận chị chuyện gì vậy? Chị hôm bữa lên nhà anh hai vậy chơi, lúc về anh cứ cằn nhằn là anh trai chị khoe khoang hoài à. Dù sao cũng là anh trai của chị, mà anh không có nề nang gì hết á. Thôi, chị đừng có buồn. Anh hai cằn nhằn vậy thôi chứ anh không có ý gì đâu. Anh thương chị thiếu mồ á, cứ sắm chị cái này cái nọ hoài à. Anh lo đi làm không mà, thời gian đâu mà mua sắm cho chị. Với lại phải tiết kiệm lo cho mấy đứa nhỏ nữa, đâu có mua sắm gì đâu. Mèn nếp ơi, hên là không mua sắm gì hết á. Vậy mà em thấy chị mặc đồ mới miết à. Như cái áo này nè, đẹp quá chừng, chói mắt muốn chết. Toàn là đồ cũ không à. Tại vì lâu lâu chị mới bận mới thay mới đó. Em đi vài bữa thôi mà sếp. Dầu sôi lửa bỏng như vậy, cậu đi một ngày cũng đủ chết. Nói chi mấy bữa, nó không là không mà. Thôi mà sếp, sếp không cho em đi mà không lấy được vợ á, mà sếp phải chịu trách nhiệm với ba má em đó. Đây là chuyện hạnh phúc cả đời em mà. Sếp, anh nói thiệt á, sếp phải chịu trách nhiệm lớn lắm luôn á. Mà em nói sếp nghe nè, công việc có gì mình điện thoại cho anh là được rồi, đúng không anh Biệt? Đúng rồi đó sếp. Sếp ơi, nói sếp nghe nè. Nếu mà sếp cho anh đi á, sếp chỉ có ảnh dài thôi, đúng không? Còn nếu mà sếp không cho anh đi á, anh mù mình không lấy được vợ, mất gì. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ mỗi người tấn công tôi câu ha, xa luân chiến hay sao? Sếp. Thôi cho em đi mà sếp. Thôi đi, đi cứ đi, nghe không? Nhưng mà phải thường xuyên điện thoại liên lạc về đây, nghe không? Dạ, tuân lệnh sếp. Công tao xin dữ lắm nha mày, đi về mà không có quà là chết với tao đó. Em xin đầu tiên em phải được hai món nha. Em đã cho có công hồ nữa nha. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Anh sẽ đem cha em về cho em. Thôi đi lẹ đi. Dạ. À Thu Giang, mang hồ sơ thiết kế sang phòng tôi ha.
Lo đi, nhanh nhanh là về nghe không? Dạ. Coi cái gì vậy? Sao vậy nha? Thank you.